Xin chào quý vị. Hôm nay thì hai chị em lại ngồi trong một cái góc của nhà. Ở phía sau nó là cái tủ, ở bên đây nó là cái tường đó, được trang trí bởi một bình bông rất là quen thuộc ha. Đấy, thì hôm nay thì Lý Hân với chị Hiền cũng ở nhà, tại vì hai chị em đang có một số những cái công việc mà cần xử lý nên là không có đi ra đường mà chạy được nữa. Nhưng mà ở nhà thì cũng phải làm video ha, bị nghiện rồi. Nghĩ video ngày nào không làm là không ăn chịu được, không chịu được, không ăn cơm gì ghê, mình nói không ăn cơm không chịu được, không chịu được. Vẫn có ngày là làm dư một vài video để lấn sang ngày hôm sau được nghỉ, chứ làm ngày nào cũng làm chắc chết nặng luôn á. Thì Lý Hương đã với chị Hiền chơi một thử thách với nhau, đó là tìm một cái loại nước mà nó có cái hạt không phải là của Việt Nam, nó ngon và nó bổ dưỡng nữa. Đó, và đặc biệt đó là với cái bán kính đi á, là khoảng 2 km để trở lại thôi. Thì á, ở trên cái ly trà này nè, nó có cái hiệu là Lê Nguyên trà bí đao hạt chia nè cả nhà. Đấy, không biết là cả nhà thấy không. Rồi, ở phía ở trên đầu nó cũng có là cái từ là chia trà bí đao. Thì một ly như thế này là giá bao nhiêu vậy? 10.000 thôi. Có 10.000 giá rất là hạt dẻ. Giá hạt dẻ. Ở phía đây đi Hương thấy hạt chia này. Thì hạt chia như nó cũng giống hạt é đúng không ta? Đúng rồi, giống hạt. Không biết cái vị của nó có mùi gì ha. Giống hạt é này với lại hạt mè. Giống hạt mè trắng. Thì á bây giờ chị nói cho mọi người biết là cái hạt chia này á, nó làm sao, nó bổ dưỡng làm sao đâu. Theo cái anh chủ nói với mình á, cái hạt chia này thì nó chứa rất là nhiều đạm nhưng mà không có chứa cholesterol xấu. Với lại cái bổ sung cái dầu cá thì tương đương với gấp 8 lần cái cá hồi omega. 8 lần cá hồi. Nhưng mà bao nhiêu cái hằng chia này nó mới gấp cá hồi chứ? Chẳng lẽ nhiều đây có một miếng mà gấp hơn cá hồi, chắc là thì nó cái hàm lượng cái vi chất dinh dưỡng của nó. Nhưng mà nó phải đong đếm một cái gì chứ nhỉ? Nói ví dụ như là ở bên đây là gam, ở bên kia là cũng là gam á, chắc là vậy. Gam bên đây, gam bên kia thì với cái khối lượng nó bằng thì nhau vậy. Thì anh chủ anh không có nói rõ. Anh chủ tính đó mà anh gặp Lý Hương hỏi là anh cứng họng à? Không phải cứng họng mà anh sẽ tìm hiểu thêm. Chị này tiêu cực quá. Tìm hiểu thêm sâu hơn về cái hạt chia đúng không? Đó. Thì ngoài ra còn có gì nữa không? Chất xơ nó gấp 3,5 lần của yến mạch đó. Yến mạch, hạt yến mạch hình như cũng không phải của Việt Nam. Chia này là xuất xứ nước nào? Xứ chia thì có chia Mỹ nè, chia Úc nè. Nhưng thì có hai loại chia trên thị trường hiện nay. Phải không á? Nói lên đây mà muốn xuất hiện nhiều loại chia Việt Nam, có chia là chết vậy. Thì mà anh chủ nó sao mình nghe lại có gì mình tìm hiểu thêm trên mạng. Cái này chị Hiền mới mua về thôi, nó còn đang lạnh như thế này nè. Thì có nãy có hỏi là uống là mình lỡ hay mình chỉ cái nè. Nhìn cái đầu ống hút thì thấy là chắc có lẽ là mình sẽ dùng cái đầu nhọn này nè cả nhà. Xong mình phật xuống rồi mình uống thôi. Nhưng mà không biết có lột ra không ha. Cái này được ép Được ép dẻo. Nguyên cái này 10.000 thôi. Bây giờ sẽ thưởng thức nha cả nhà. Đây là bí đao. Hôm bữa Lý Hương thưởng thức cái macchiato á, Lý Hương lắc quá trời, mọi người nói trời ơi, cái thưởng thức macchiato uống vậy hả, uống vậy sao còn có lớp kem ở trên mặt nó nữa. Cái Lý Hương nói anh lần đầu tiên uống mà uống vậy cũng thấy ngon cả nhà, lắc lên vậy. Lý Hương đặc biệt là mấy cái loại mà có cái lớp kem ở phía trên đó, thì Lý Hương lắc càng tốt, càng xì bọt càng tốt. Nhưng mà nhiều người nói là uống như vậy không đúng cách, không đúng cách. Rồi có nhiều khán giả thì nói là thích uống sao uống, miễn sao hợp khẩu vị của mình, dễ dãi hơn. Ok, bây giờ sẽ uống trà bí đao hạt chia. Ok, mời cả nhà nha, mời chị nghe. Rồi bình tĩnh lại. Biết sao cả nhà. Khi mà nhìn sau cái tấm kính hư sao với Hương bị cái gì nó che lại không nhảy số nó. Ủa trời ơi, nãy giờ nói đã đề không có quay phim. Đó, thì bây giờ sẽ nhờ cùng ly lấy lại tinh thần, rồi cười quá trời cười, mất cười quá. Để uống rồi ha.
Có thêm cái gì giống ở phía dưới sáu. Có cái gì mà lẫn cỡn lẫn cỡn á, giống có mùi xương sáo nữa. Không uống thử là phải mùi xương sáo này, cho phải lấy cái muỗng ngồi lên cô nói gì. Nghe thì nghe nó trong trong dai dai dai, để mở ra thử không coi coi nói là gì. Tò mò tập mặt quá. Mở ra là cái ly nó như thế này. Giờ bao nhiêu giờ thấy cái lấy cái muỗng, giờ phải lấy cái muỗng mới thấy được. Rồi, để tôi cũng ra cái muỗng nha. Mà biết chắc cũng hết nữa. Để chị Hiền lấy cái muỗng xong coi cái hạt chia này nó làm sao. Với lại nó có một cái thành phần trong đây nó hơi trong trong. Nó hơi trong trong. Mà môi trong đây không thấy rồi. Nó giờ nó đang nằm trong miệng chứ không húp lên được, nhưng mà môi bằng cái này không thấy. Cái vị của nó nha, nghe cái vị nó lợ lợ, nó không có, nó không có sao ta, không có chua, không có ngọt. Ê, nó hơi ngọt ngọt, nó ngọt lỡ lỡ. Lấy cái muỗng này dễ thương, mở lên coi muỗng này muỗng nhà đá không. Coi cái hạt chia nó ra. Chị hiện giờ không biết sao đi vô video. Vô mất cười. Lớp vô. Đây, thấy chưa? Nó là cái này nè. Giống hạt rau câu à. Giống rau câu à. Cái rau câu. Cái thợ này nó là cái gì ta? Nó trong trong. Nó ngâm với cái nước này sao nó cũng ra cái màu này luôn nè. Ăn nó y như là xương sa. Thịt giống xương sa. Đây. Có cái này ngâm với chả bí đao luôn. Cái này không biết là phải trong cái chả bí đao trong cái lon của mình không? Nó này cái cọng này ở nhà ăn nó sịt sịt. Rồi giờ móc lên, để móc lên cái hạt chia coi. Giờ nhìn thấy giống hạt té. Kiếm. Đây. Trời ơi hiếm hoi lắm mới mò được một hộp. Nó nhiều lắm. Nhiều mà nó nằm dưới tất nhiên. Môi lên được. Đây. Nhìn này, hạt chị A nè. Nhìn giống giống hạt é. Không biết nó nhỏ xí như thế này cả nhà thấy không? Đây, hạt chị A về tới Việt Nam. Không biết là thấy không. Nhỏ quá. Hả? Ăn thử. Ăn thử coi có mùi vị gì. Ăn vậy nó giống giống hạt thanh long á. Hạt é à. Thanh long á, cái hạt é. À, ở phía ngoài á, nó có một cái lớp đó, trong trong nó có không? Nó trong trong mà ăn nó làm sao ta? Nó dài dài hả? Nó dài dài. Còn phía trong nó cái hạt nhỏ quá nha, ăn được rồi nó cứ chạy qua chạy lại. Giống như hạt é mình á. Nói chung ly về ở khu vực Cò Bắp bán có 10.000 vậy nè. Cũng được không? Cái này như nó có hệ thống luôn hay sao, có những cái nơi mình đi qua cũng thấy bán cái này nè. Nhưng mà cái này là nó làm sao, cái quy trình nó làm sao? Quy trình nó để sẵn rồi, chỉ là đến bỏ đá vô xong rồi nó đóng gói lại thôi. Ồ vậy hả? Cái nước này là nó có hạt chia luôn sẵn luôn hả? Sẵn rồi. Nó bỏ vô cái gì? Bỏ sẵn vô trong cái ly này nè. Ly vậy luôn hả? Xong rồi tới ai mua thì bỏ thêm đá đóng gói lại là đi về. Cúc mà ở đó thì cái ly nó khoảng nhiêu? Nước nó khoảng nhiêu? Tới đây rồi. Tới đây. Tới đây hả? Đó, tới tới đây. Còn khi mà bỏ đá vô xong cái đóng lại.
Vậy đâu quay được cái gì đâu ha. Nào vậy mua ở đâu? Để thế lên Google Maps đâu lại phải 2 km không? Mua ở ngay chỗ ngã tư Lê Đức Thọ đó, thứ nhất á. Là cái chỗ hôm qua mua, hôm bữa mua dịch đó. Chỗ đó thì... Chỗ mua cho heo quay chứ đâu. À, mua heo quay. Chỗ đó thì cách mình khoảng chưa tới 2 km đâu. Vượt xa quận 1 luôn à. Mà đặc biệt trà này á, uống lạnh đâu có bị lạnh đâu. Giờ hiện tại là đang lạnh lạnh chứ không có đang nóng lắm. Uống Hakia này là mát gan đó nè. Mát gan. Bí đao. Bí đao Hakia mát gan, thanh lọc và thải độc cho gan. À. Tốt cho tim mạch, những người tiểu đường thì không sợ ha quý vị. Ok, bây giờ sao đây? Sao làm sao? Bây giờ là hấp hết luôn hay là em video để hấp? Giờ chiến đấu không? Giờ mình là gần hết rồi cả nhà. Mình không biết. Bây giờ chơi thử thách là hấp một hớp. Đứa nào mà uống cạn ly thì sẽ thắng. Chơi không? Nãy mình hấp nhiều rồi. Rồi, không dám chơi. Chơi chết nhát. Đợi quá anh Mo. Mình bảo uống thì được 5 năm đi nghi thôi. Không mà nãy giờ sắp đi rồi. Nói chung là nó không có bị ngọt. Nó không thấm. Nó lợ. Rồi cộng với lại cái cộng gì á, không biết là cộng gì. Nãy chị hỏi không? Đâu biết khi có gì cũng cộng đâu, đâu biết nào đâu hỏi. Chị lại quán hỏi cho em xin cái thức uống nào mà nó có cái hạt ở ở ngoài nước Việt Nam nó bổ vô. Được. Để xong cái gọi là cái thử thách này. Ok, bây giờ thì chắc nhờ chị Hiền kết video nữa ha. Hả? Bây giờ làm đây thì video xin tạm dừng tại đây. Và nếu quý vị có thích video thì hãy nhấn like nhé và share cho nhiều người cùng xem. Nếu mà không thích thì cũng hãy comment ở phía dưới. Và có thể bổ sung thêm cho Hương và Hiền những cái kiến thức về hạt chi A nè. Ha, cảm ơn cả nhà, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye, bye.